lọc cơ thể là một phần cần thiết đối với sức khỏe của mỗi người. Nó không chỉ giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể mà còn ngăn ngừa được một số bệnh mãn tính, đặc biệt là ung thư. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Các loại nước giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ đi độc tố, giảm mỡ bụng, cung cấp các dưỡng chất và độ ẩm cho da, làm da thêm mềm mịn và trắng hồng hơn. Thứ nhất, nước ép dưa chuột. Nước ép dưa chuột hay dưa leo rất tốt cho sức khỏe cũng như làn da của bạn. Dưa chuột có hàm lượng nước cao và chứa nhiều potassium, silica, vitamin A, vitamin C và folate, cùng nhiều các chất dinh dưỡng khác. Đây là công thức nước thanh lọc phổ biến nhất. Cho thêm nước cốt chanh và vài lách chanh để axit citric có trong chanh làm sạch các hệ thống tiêu hóa. Bạc hà khiến món nước có vị tươi ngon hơn khi hòa quyện cùng với chanh và dưa chuột. Thứ hai, chanh và bạc hà. Chanh tươi được xem là nguồn cung cấp vitamin rất tốt cho sức khỏe. Nó giúp tăng sức đề kháng, làm dịu dạ dày, hạ huyết áp, chống táo bón và giúp tinh thần thoải mái. Bạc hà có thành phần tinh dầu giúp hạ sốt, chữa ngạt mũi, hỗ trợ tiêu hóa và giúp làm da khỏe mạnh hơn. Khi kết hợp hai nguyên liệu này để làm nước thanh lọc, không chỉ giúp cơ thể chúng ta loại bỏ được các độc tố, khống chế sự chuyển hóa của năng lượng mà còn hạn chế được tình trạng thừa cân và béo phì. Cách làm loại nước này vô cùng đơn giản, chỉ cần rửa sạch các nguyên liệu, sau đó cắt chanh tươi thành từng lát mỏng. Cho vào bình đựng 500ml nước lọc, thêm vài lá bạc hà và để trong tủ lạnh 4 đến 6 tiếng có thể dùng được. Thứ ba, quả việt quất, cam và nước dừa. Quả việt quất chứa đầy đủ các dưỡng chất mà cơ thể chúng ta cần để hoạt động được nhịp nhàng và khỏe mạnh. Còn trong quả cam chứa hợp chất limonoid giúp chống lại ung thư miệng, da, phổi, ngực, dạ dày và ruột kết. Nước dừa là một chất điện phân tự nhiên, vừa giúp giải khát, vừa giúp tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể. Vì thế, đây là một loại nước thần kỳ. Cho tất cả nguyên liệu vào bình và đổ đầy nước, đặt trong tủ lạnh từ 2 đến 3 tiếng trước khi muốn sử dụng. Thứ tư, củ cải đỏ. Nước ép củ cải đường có chứa sắt, canxi và một số chất chống oxy hóa gọi là betaine, tạo nên màu đỏ đặc biệt. Betaine giúp cải thiện cấu trúc tế bào, đặc biệt là hồi phục các tế bào trong gan, cơ quan thanh lọc chất độc của cơ thể. Gan bảo vệ cơ thể khỏi các độc tố mà bạn đang tiếp xúc. Do đó, việc bổ sung thêm loại củ này có tác dụng tự giải độc sẽ giúp ích rất nhiều. Thứ năm, nước bí đao. Từ lâu, bí đao đã được biết đến như là vị thuốc mát gan, giải độc, lợi tiểu, trị ung nhọt, táo bón. Chính vì thế, trà bí đao đã dần trở thành thức uống quen thuộc, giải khát thơm ngon, thanh mát và cung cấp năng lượng cho cơ thể.